Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình tiếp tục là chia sẻ anh em thêm một cách chơi tài xỉu nữa. Và anh em chỉ cần nắm rõ những cái quy luật cộng thêm vào một chút may mắn là có thể là giành được chiến thắng. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ anh em với cái bộ môn tài xỉu. Anh em cần được sử dụng 3 cái điểm chí ngầu. Ví dụ ở 3 cái điểm chí ngầu ở trong cái bộ tài xỉu thì nó thường có, mình sẽ lấy 3 cái điểm chí ngầu bất kỳ nhé. Đấy. Còn khi mà anh em gặp phải những cái điểm chí ngầu đấy thì anh em sẽ tính toán cũng như là tìm ra được là cái xác suất của nó ra được tiếp theo, đúng không? Mỗi cái viên xúc xắc ấy, mỗi cái viên chí ngầu ấy nó có 6 mặt, ngẫu nhiên. Bây giờ vì thế anh em người chơi chỉ cần là đặt được đúng cái kết quả khi nhặt cái xúc xắc ra, và cũng như là nếu mà quay 3 mặt chí ngầu đấy nó chỉ cần là xác suất khoảng tầm chính xác là 99%, 95% là có hệ tỷ lệ hút rồi, đúng không? Là ba cái điểm chính ngầu bất kỳ mình sẽ lấy ở đây, ví dụ như là chính ngầu 1 đó là 5 này, chính ngầu 2 có thể là 3 này, chính ngầu 3 thì có thể là 4 này. Thì đây là cái điểm chính ngầu là 3, 4, 5 và 5, 4, 5, 3, 4, đúng không? Thì mình cứ đọc từ đây qua thì là 5, 3, 4. Thì đây là một con chính ngầu 10 và thì con tài 12. Thì anh em cũng phân tích đến 3 cái điểm chính ngầu này. Thì đây thì trước tiên thì anh em sẽ bỏ qua cái chính ngầu 2 đi. Đấy. Đây là phép tính nhân của mình nha. Thì anh em sẽ lấy là đây chính ngầu 1 cộng với 4. Đấy. Là kết quả ở đây thì anh em cộng tiếp cho mình tài 12 lần nữa là ra cái xác suất là cái điểm tiếp theo. Ví dụ mình sẽ lấy đây là 5 cộng với 4 là bằng 9. Đây mình sẽ tính ra đây. 5 này cộng với 4 này là bằng 9 này. 9 này thì em cộng tiếp cho tài 12 ở đây. Đấy, cộng tiếp cho tài 12 ở đây là ra kết quả là bằng 21, đúng không? 21 này nó theo dạng để cầu dây nhé. Ví dụ 21 này này, anh em sẽ chỉ cần lấy cái đơn vị cuối đó là 1 thôi, là cái điểm tính thôi, chứ còn không cần phải lấy là cả hai điểm đầu này cho mình nhé. Nếu chỉ đơn vị cuối thôi là 1 đây nhé. 1 thì nó theo cái dạng này, một nó chạy theo dạng là có là cái điểm tài có là 1 này, 3 này, 5, 7 và 9, xỉu là có nhé, là 0, 2, 4, 6 và 8 này. Thế là theo cái là điểm tài thì nó sẽ chạy là điểm tài là có 1. Ví dụ như cái tiếng vừa rồi tính ra là 1 đúng không? Thì cái tiếng sau tiếng tài 12 này làm con tài nữa, cái điểm nó phải đi 4 vào một con tài nữa cho mình. Đấy, còn nếu mà chúng ta điểm chẵn ở cái chỗ cuối đấy kia đấy thì anh em sẽ bắt là về xỉu chưa. Nếu như có đây thì mình sẽ tính ra được cái điểm chỉnh nữa, ví dụ khoảng 5, 3, 4 thì đây sẽ là 5 cộng với 3 cộng với 5 thì đây sẽ là bằng 13, đúng không? 13 thì anh sẽ tính tiếp và sẽ nhận 5 này cộng với 9 cầu 3 này, bỏ qua 9 cầu 2 nhé. Nếu như mình là cộng tiếp cho tài 13 thì chúng ta là có là 23, đúng không? 23 23 là đây sẽ là rất là tài đủ lẻ, thì nó không hẳn là lẻ ở đây là tài, nhưng nó tính là tài tiếp cho mình. Còn nếu một trường hợp này nó sẽ nằm ví dụ như là ở con 24 đi, đúng không? Thì là điểm 4 là chặn thì anh em sẽ bắt cái tiếng này và xỉu cho mình, được chưa? Và trong cái trường hợp mà cái tay mà anh dậy là do là nó chạy đảo như thế, đảo ở đây là nó sẽ chạy theo xu hướng là xỉu nó lại bị tài nó lại bị xỉu, nó chạy ngược như thế, tức là chặn tài bị lệ xỉu lại chạy ngược thế. Thì trong cái trường hợp này thì anh em chỉ cần là thấy nó đảo bằng tay thôi thì anh em sẽ bắt ngược lại cho mình. Đó là ví dụ như là 4 này, còn chính là 1 là 4 này, 2 này, 6 này là có tài 12, đúng không? Thì truy ra tiếng này là anh em sẽ có kết quả là 4 cộng với 6 là 10 cộng với 12 thì bằng
22 đúng không? 22 vì tiếng này nhận suy ra đây là chạy vận tải thì điểm chặn đây nó không còn là vị trí nữa, mà chặn ở đây là nó sẽ là mật tài, đấy là những cái vị trí nghịch, được chưa? Còn những cái trường hợp mà anh em gặp phải nó chạy theo cái xu hướng, ví dụ như là gãy cầu theo kiểu là nó ra chạy đều tay, như kiểu là ra theo một cái điểm chuyên là chạy thuận là xỉu, tức là chặn mãi như này nó đúng không, nhưng mà đến một cái điểm mà nó chạy chạy nghịch, đấy là cái điểm gãy cầu. Nếu như mà anh em nhìn công thức nó chỉ ra cái điểm gãy cầu đứng rất là dài rồi, nếu nó chỉ ra rồi thì em cứ tự tin là mẹ cho mình, không được gì phải là lo lắng cả. Công thức này của mình rất chi là tự tin, rất chi là tự tin. Nên là vì thế anh em gặp phải trong cái cầu bình mà áp dụng công thức này vào, nó chỉ ra cái điểm gãy thì em cứ tự tin là mẹ cho mình, không có việc gì mà phải là lo lắng về cái điểm nó gãy không cả anh em nhé. Và nếu mà chưa ấy, mà anh em muốn tham khảo cái vốn và công thức này thì anh em ví dụ có mức vốn là 10 củ đi, mức vốn trung bình phổ thông đi, đúng không? Thì anh em sẽ suy ra, anh em sẽ áp dụng là đi 5 tay của mình, mỗi tay là 2 mét được chưa? Đấy, mỗi tay 2 mét. Anh em nếu như mà muốn gọi là muốn chơi lớn như vậy thì khi anh em đã có 20 củ trong tay rồi thì anh em lại làm một mã 20M, vì ăn 5 tay bên rồi có 20M rồi đúng không, thì anh em là sẽ đi gấp đôi như này là 41 tay, từ trở lại là 5 tay cũng nhân dần như vậy đây, chứ đừng mà có vội vàng là 10 củ mà rồi đi là 10 củ một tay là 10 củ và đi là 9 củ hay là 8 củ một tay rồi đi. Đi cái mức tối thiểu của mình là tầm 60% vốn thôi là ok rồi, mình có đi khoảng 70-80% vốn là được, đối với là được anh em nhé. Đấy là cách đi vốn của mình thì nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn là anh em chơi theo kiểu là đi vội vàng hay gấp thép. Cái này không phù hợp với gấp thép anh em nhé, đi áp dụng công thức cả đều tay thì nó mới có lời được, thì nó mới có lãi được, để tránh cái trường hợp mà đang mắc đẹp thì nó gãy ở bất kỳ một cái điểm nào anh em nhé. Ok, thì đây là một cái công thức cũng như là một cách chơi tài xỉu xeo đứng theo cái điểm chỉ nhiều cực kỳ là chuẩn, mình áp dụng chơi khá là nhiều năm rồi, đã thoải mái áp dụng được chưa, không phải lắng lo về cái sai sót nào xảy ra ở trong cái công thức này nhé. Ok, thì video này sẽ kết thúc đây, chúc anh em may mắn, chào tất cả anh em nhé.